là ngày 23 tháng 4, 24. Chế đề giữa kỳ môn toán cao cấp C. Học kỳ 2 năm 2023 2024. Chế đề trang. Ngày thi sáng nay 23 tháng 4 năm 2024. Câu số 1. Câu A. Ý thứ nhất, CT nhân A. Mặt trận C là 1, 1, 2, 5, 3, 4. Kéo theo chuyển vị của C. Dòng thứ nhất 1, 1, 2, các anh chị dựng lên thành cột thứ nhất 1, 1, 2. Dòng thứ nhì 5, 3, 4 dựng lên thành cột thứ nhì 5, 3, 4. Mặt trận A, viết mặt trận A 1 - 3, 2 - 5. Vậy cho nên chuyển vị của C nhân với mặt trận A bằng 1, 5, 1 - 3, 2 - 4, 1 - 3, 2 - 5. Dòng 1 nhân với cột 1, 1 cộng 10 là 11. Dòng 1 nhân với cột 2, -3 -25 là -28. Dòng 2 nhân với cột 1, 1 -6 bằng -5. Dòng 2 nhân với cột 2, -3 cộng 15 là 12. Dòng 3 nhân với cột 1, -2 cộng 8 6. Dòng 3 nhân với cột 2, 6 -20 là -14. Đó là mặt trận CT nhân A.
ten 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 CG cộng 2 beta. C là 1 trừ 2 5 trừ 3 4 và trận D. Bốn một sáu không hai năm. Mặt trận C nhân với mặt trận D bằng 1 trừ 2 5 trừ 3 4. Đem nhân với mặt trận D là 41 sáu không hai năm. Dòng 1 nhân với cột 1 4 cộng 6 bằng 10, 10 trừ 4 bằng 6. Dòng 1 nhân với cột 2 1 cộng 0 là 1, 1 trừ 10 là trừ 9. Dòng 2 nhân với cột 1 20 trừ 18 còn 2, 2 cộng 8 bằng 10. Dòng 2 nhân với cột 2 là 5 cộng 0 cộng 20 là 25. Đó là mặt trận C nhân D. 2 beta. Mặt trận B theo đề bài là 3 2 trừ 3 trừ 3 3 2 trừ 3 trừ 3 3 2 trừ 3 trừ 3. Kế theo chuyển vị của B bằng dòng 1 3 2 dựng lên thành cột thứ nhất 3 2. Dòng thứ nhì trừ 3 trừ 3 dựng lên thành cột trừ 3 trừ 3. Kế theo 2 nhân với chuyển vị của B 2 nhân với 3 trừ 3 2 trừ 3. Lấy số 2 đem nhân với từng phần tử của mặt trận thôi. 6 trừ 6 4 trừ 6. Vậy cho nên CD cộng 2 BT bằng CD cộng 2 BT bằng mặt trận CD 6 trừ 9 10 25 cộng 2 chuyển vị của B 6 trừ 6 4 trừ 6. Mười hai trừ chín cộng trừ sáu là trừ 15. 10 với 4 là 14 và 25 với trừ 6 là cộng 19. Đó là đáp số của 2Y. Câu B. Tìm mặt trận nghịch đảo của mặt trận A nếu có. Tìm A trừ 1. Mặt trận A bằng 1 trừ 3 2 trừ 5. Định thức của A bằng định thức của 1 trừ 3 2 trừ 5. Một nhân trừ 5 là trừ 5, trừ đi 2 nhân trừ 3, trừ đi trừ là cộng, trừ đi trừ 6 là cộng 6. 1 khác không.
phải mặt bằng A khả nghịch. Rồi tùy lớp, nhưng mà đối với mặt bằng vuông cấp 2 thì chúng ta có thể áp dụng công thức V A bằng ABCD. Nếu mặt bằng A khả nghịch thì chúng ta suy ra mặt bằng nghịch đảo của A bằng 1 chia cho AD trừ BC, thực ra định thức của A đó. Khoáng vị hai phần tử trên đường chiếu chính chia đổi dấu hai phần tử trên đường chiếu phụ là trừ B trừ C. Nên A trừ 1 bằng 1 chia cho AD trừ BC, thật ra là 1. Khoáng vị hai phần tử trên đường chéo chính thành trừ 51. Đổi dấu hai phần tử trên đường chéo phụ là thành ra là 3 với trừ 2. Và các anh chị thu được đáp số là 1 chia 1, thật ra là 1 trừ 53 trừ 21, là mặt trận nghịch đảo của mặt trận A. C. A nhân với x nhân A bằng B. Chúng ta nhân hai vế của phương trình này với A trừ 1 từ bên trái với từ bên phải luôn. Các anh chị có thể tương đương với x sẽ bằng A trừ 1 nhân B nhân với A trừ 1. Thấy chưa? Mặt trận nghịch đảo của mặt trận A là trừ 5, 3, trừ 2, 1. Mặt trận B 3, 2, trừ 3, trừ 3. 3, 2, trừ 3, trừ 3. Nhân với A trừ 1 viết lại trừ 5, 3, trừ 2, 1. Hai mặt trận này nhân qua nhau trước đi. Trừ 15 trừ 9 là trừ 24. Trừ 10 trừ 9 là trừ 19. Trừ 6 trừ 3 bằng trừ 9. Trừ 4 trừ 3 bằng trừ 7. Trừ 15 trừ 9 trừ 24. Trừ 10 trừ 9 là trừ 19. Trừ 6 trừ 3 bằng trừ 9, rồi trừ 4 trừ 3 bằng trừ 7. Mặt trận phía sau viết lại trừ 5, 3 trừ 2, 1. Thì chúng ta có đáp số cuối cùng. Mấy chắc ăn số lớn. 24 nhân 5 38. Cho 1 nhân cộng 2 trừ 72. 3 nhân 24. Rồi trừ 19. Trừ 91. Dòng 2 nhân với cục 1 45. Cộng 14 59. Dòng 2 nhân cục 2 trừ 27. Trừ 7 là trừ 34. Tóm lại đó là cái câu số 1 5 điểm.
câu 2. Dạ. Tính định thức của A. M trừ 2 0 0. M trừ 1. M trừ 1 1. 1 trừ 3. M trừ 1 4. 2 trừ 1 0 1. Câu thứ nhì, câu thứ ba có m trừ 1 là thừa số chung, các anh chị đưa ra ngoài đi. M trừ 2 0 0. M trừ 1. M trừ 1 lấy ra ngoài là còn 1 nha. 1. 1 trừ 3 1 4. 2 trừ 1 0 1. Đây, bây giờ ví dụ tôi thực hiện tiếp với phép biến đổi. Cột thứ nhì có hai số 0, rồi bây giờ tôi ví dụ tôi biến đổi thêm cái vị trí này trở thành số 0 đi. Tôi lấy dòng 3 trừ dòng 2. 32 chấm bằng dòng 3 trừ dòng 2. M trừ 1 viết lại nè. Dòng thứ nhất M trừ 2 0 0 viết lại. Dòng thứ nhì M trừ 1 1 1 viết lại. Dòng 3 trừ dòng 2. 1 trừ m. Trừ 3 trừ đi trừ 1 là trừ 2. 1 trừ 1 là 0. Rồi 4 trừ 1 còn 3. Dòng 4 viết lại. 2 trừ 1 0 1. Rồi bây giờ tôi khai triển định thức theo cột thứ 3. Khai triển định thức theo cột 3. M trừ 1 viết lại nè. Khai triển định thức theo cột thứ 3 thì các chị hình dung là 0 nhân với C. Đây là dòng 1 cột 3 ha. C1 3. Cộng với 1 nhân với C2 3. Cộng 0 nhân với C3 3. Cộng 0 nhân với C4 3. M trừ 1 nhân với. Chỉ còn cái số hạng khác không là đây thôi. C2 3 là trừ 1 lũy thừa 2 cộng 3 nhân với định thức của trừ 1 ha. Bỏ dòng 2, bỏ cục 3. Bỏ dòng 2, bỏ cục 3. Còn M trừ 2 0. Chú ý là bỏ dòng 2. Bỏ cục 3. 1 trừ M trừ 2 3. Bỏ dòng 2, bỏ cục 3. 2 trừ 1 1. Còn lại tới cấp 3 nữa. Trừ 1 mũ 5 là trừ 1, cho nên là thành trừ đi M trừ 1. Còn bên trong mình dùng quy tắc xa rút tính luôn đi. M nhân trừ 2 nhân 1 là trừ 2M. Cộng với trừ 2 nhân 3 nhân 2 là trừ 12. Cộng 1 trừ M nhân trừ 1 nhân 0 là cộng 0. Trừ đi tích 3 phần tử trên được chế phụ là trừ 0. Trừ đi trừ 1 nhân 3 nhân M là cộng 3M. Trừ đi trừ 2 nhân 1 trừ M nhân 1 là cộng 2 nhân với 1 trừ M.
trừ đi mà trừ 1 nhân với trừ 2m cộng 3m là m, m trừ 2m là trừ m, 2 trừ 12 là trừ 10. Thành ra m trừ 1 nhân với m cộng 10 và đề bài yêu cầu là cái gì? Tìm m để định thức của a bán bằng 0. Tết của a bán bằng 0 tương đương với m trừ 1 nhân m cộng 10 bán bằng 0. Tương đương với hai nghiệm m nằm trong khoảng hai nghiệm là từ trừ 10 cho đến 1. Đó là đáp số. Câu 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss. X cộng 2y cộng z trừ 5t bằng 0. 3x trừ 2y cộng 2z trừ t bằng trừ 12. X trừ 4y cộng z cộng 9t bằng trừ 12. Ví dụ này là 1. Ta viết ma trận hệ số mở rộng AB 1, 2, 1, trừ 5, 0, 3, trừ 2, 2, trừ 1, trừ 12, 1, trừ 4, 1, 9, trừ 12. Điểm lại 1, 2, 1, trừ 5, 0, 3, trừ 2, 2, trừ 1, trừ 12, 1, trừ 4, 1, 9, trừ 12. Rồi. Giờ chúng ta biến đổi cột số 1. Giữ phần tử đầu khác không. Biến đổi hai vị trí này trở thành các số 0. Dòng 2 thay bởi dòng 2 trừ 3 dòng 1. Dòng 3 thay bởi dòng 3 trừ dòng 1. Dòng 1 là 1, 2, 1, trừ 5, 0 viết lại. Dòng 3 trừ 3 dòng 1, 0. 3 trừ 3 nhân 1 là 0. Trừ 2 trừ 6 là trừ 8. 2 trừ 3 nhân 1 là trừ 1. Trừ 1 trừ đi 3 nhân trừ 5. Trừ 1 cộng 15 là 14. Trừ 12. Trừ đi 3 nhân 0 bằng 7. 3 nhân trừ 5 là trừ 15. Cộng 15 là 14. 2 dòng 1 và dòng 2 trừ 3 dòng 1. Dòng 3 trừ dòng 1. 0. Trừ 6. 0. 9. Cộng 5 là 14. Trừ 12. Với 6 thì bộ số chung nhỏ nhất là 24. Mình thay dòng 4 bởi 4 dòng 3 trừ đi 3 dòng 2. Dòng 3 thay bởi dòng 3 2 chấm bằng 4 dòng 3 trừ đi 3 dòng 2. Hai dòng đầu các anh chị viết lại 1 2 1 trừ 5 0 0 trừ 8 trừ 1 14 trừ 12
4 vòng 3 trừ đi 3 vòng 2 không không. 4 nhân trừ 6 là trừ 24, 3 nhân trừ 8 cũng trừ 24 không. 4 vòng 3 trừ 3 vòng 2 là 3. 4 vòng 3 trừ 3 vòng 2 là còn 14. 4 vòng 3 trừ 3 vòng 2 còn trừ 12. Và ma trận này đã là ma trận bậc thang. Chúng ta dừng lại, biến đổi, xử lý tiếp. Thứ nhất là chúng ta có R của AB bằng R của A, và để ý là bằng 3, bé hơn 4 là số ẩn số. Suy ra là hệ 1 có vô số nghiệm. Điều thứ nhì là bây giờ hệ 1 tương đương với x cộng 2y cộng z trừ 5t bằng 0. Phương trình thứ nhì trừ 8y trừ z cộng 14t bằng trừ 12. Phương trình thứ ba là 3z cộng 14t bằng trừ 12. Tương đương với, bây giờ ví dụ cho t bằng alpha đi, z trừ 12 trừ 14 alpha tất cả chia 3. Y nháp ra ngoài. Yeah. 8y thì bằng trừ z cộng 14t cộng 12. Trừ z có nghĩa là trừ dòng này là 12 cộng 14 alpha chia 3 cộng 14t là 14 alpha cộng 12. Mẫu số chung là 3 thì 12 cộng 14 alpha cộng 42 alpha cộng 36 tất cả chia 3. Giờ được 12 với 36 là 48. 4 cộng 2 là 6, 1 cộng 4 là 5. Chia 3. Như vậy suy ra y là bằng 48 cộng 56 alpha đem chia cho 3, 8 nhân 3. Số còn cho 8 thì ở đây là 6, 56 chia 8 là 7. 6 cộng 7 alpha đem chia 3. Y là 6 cộng 7 alpha chia 3. Rồi cuối cùng là x nháp ra ngoài. X là bằng trừ 2y trừ z cộng 5t. Trừ 2y trừ đi 2 nhân với 6 cộng 7 alpha chia 3. Trừ z là cộng 12 cộng 14 alpha chia 3. Cộng 5t là 5 alpha. Mẫu số chung là 3. Trừ 12 trừ 14 alpha cộng 12 cộng 14 alpha sao sạch trơn này vậy. Cộng 5 alpha. Trừ 12 cộng 12 trừ 4 cộng 14 5 alpha chia 3.
trừ 2y trừ 2 nhân với 6 cộng 7 alpha chia 3 trừ z trừ đi trừ là cộng cộng 5t đáp số là 5 alpha chia 3. Ở đây alpha thuộc R tùy ý. Dấu kết thúc bài. Tới đây một lời giải cho đề thi giữa kỳ môn tốt cao cấp C. Hay đại trà mới thi sáng nay là xong. Chúc các anh chị một chuyện tốt lành.